giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2024-2025 khởi tranh từ 26 tháng 10-2024. Xem đỉnh nhất trên FPT Play. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những hình ảnh từ sân vận động Đồng Tháp. Đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay, câu lạc bộ Đồng Tháp là một trong 4 đội đang bất bại tại World Star V-League 2 2024-2025. Nhưng đó đều là những kết quả hòa. Đối thủ của họ ở vòng 4 ngày hôm nay là câu lạc bộ Hòa Bình. Đội bóng cũng đang tìm kiếm thắng lợi đầu tiên tại giải đấu năm nay. Đây là đội hình của đội chủ nhà Đồng Tháp. Ngày hôm nay ở hàng phòng ngự là bộ ba Nguyễn Đình Huyên, Huỳnh Văn Ly và Bùi Ngọc Thịnh. Trong khung gỗ là Đoàn Thanh Nhã, chứ không phải thủ môn Thanh Tuấn như ở 3 vòng đấu trước đó. Ở hàng công là sự xuất hiện của Hà Trung Hậu và Vũ Linh. Trong tài chính trong ngày hôm nay là ông Phan Văn Tuấn. Chúng ta đang nhìn thấy 11 cái tên trong đội hình xuất phát của Hòa Bình. Trên lý thuyết thì đây là một sơ đồ 4-4-2. Nhưng với huấn luyện viên Lê Quốc Vượng thì ông thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-3-3. Và nhiều khả năng Lê Văn Quý sẽ được thi đấu như một tiền đạo cánh trái để hợp cùng với Lê Khánh Toàn và Gia Huy. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 thì đội khách Hòa Bình bảo vệ khung thành bên phía tay phải của chúng ta. Những tình huống ném biên mạnh của Hà Trung Hậu vào khu vực cấm địa. Đánh đầu. Đánh đầu hơi với nhưng vẫn có thêm quả đá phạt góc cho đội chủ nhà. Việt Sơn dứt điểm không vào. Tình huống đánh đầu là của Đinh Viết Lộc. Không ai theo kèm với hậu vệ máu số 2 ở phía cột 2. Lần thứ 2 ở trong trận đấu ngày hôm nay mà Hữu Nghĩa có những tình huống dứt điểm bằng chân phải. Tá bóng vào. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Tiến Tạo. Sau mùa 2023-2024 thì Tiến Tạo đã nói lời chia tay với câu lạc bộ Huế, một trong những công thần của đội bóng cố đô. Bóng vẫn còn. Rất tốt, Hà Trung Hậu, đường chuyền, tốc độ. Hữu Nghĩa đã ở trong tư thế việt vị. Đây là lỗi việt vị đầu tiên của đội chủ nhà. Văn Thái. Ở đây rồi, Hà Trung Hậu không thành công. Đã có sự can thiệp của Văn Dũng. Hậu vệ máu số 5 của đội khách đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để có thể ngăn cản một bàn thua đến với đội bóng này. Không phải là một tình huống truyền ra biên, cú đá của Hữu Nghĩa. Một pha dứt điểm vào góc gần. Bóng đi thấp. Người đã có cơ hội đó là Hà Ngọc Vũ. Hữu Nghĩa đã di chuyển ở biên. Ở hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn đang là Đình Nguyên. Đường chuyền tầm thấp, cơ hội đây rồi. Xoay người, Hữu Nghĩa không vào. Một khoảng trống mênh mông trước mặt cầu thủ áo số 10. Không ai theo kèm cả nhưng Hữu Nghĩa lại bỏ lỡ cơ hội. Phút thứ 37 và tỷ số vẫn đang là không đều. Những nỗ lực đáng khen ngợi đến từ Đình Nguyên. Hà Trung Hậu dứt điểm. Cú sút là của Văn Thái. Cú đá bằng chân trái khi mà anh đã mở tốc. Đánh đầu không vào. Bóng đi cắt ngang khung thành. Bùi Ngọc Thịnh cũng đã ập vào cột 2 nhưng anh không thể tạo nên điểm cắt. Tranh chấp tốt. Thế Hùng. Việt Sơn đường chuyền. Không thể căng ngang đến từ Hoàng Tiến Dũng. Đánh đầu chiến thuật. Quả bóng lập bập nhưng tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Có vẻ như đã có lỗi việt vị của Hà Trung Hậu.
Trần Thành. Quả tạt sớm của Trần Thành. Hiếu Nghĩa ghi điểm. Màn ăn mừng theo phong cách Cristiano Ronaldo của Hiếu Nghĩa. Cầu thủ vẫn được gọi với cái tên Ronaldo của Đồng Tháp đã có dịp ăn mừng giống như người thần tượng của mình. Một bàn thắng quan trọng ở phút thứ 65, và đây là bàn thắng đầu tiên trên sân nhà của Đồng Tháp tại Gold Star V-League 2 2024-2025. Đến lúc này của mùa giải, Hiếu Nghĩa đã có một pha kiến tạo và bây giờ là một bàn thắng. Chúng ta phải nhắc tới quả tạt của Trần Thành, một quả tạt có điểm rơi tốt. Đỡ bước 1 cũng cực kỳ ngọt đến từ Hiếu Nghĩa, và cú dứt điểm chéo góc sau đó là miễn chê. Cú đá đã đánh bại được Tiến Tạo. 1-0 cho Đồng Tháp. Có vẻ như đó là một tình huống tạt bóng lỗi đến từ Tiến Dũng. Chèo bóng của Gia Huy đánh đầu. Bóng đi qua xa. Một cầu thủ bên phía Đồng Tháp đang bị đau sau tình huống tranh chấp. Chúng ta nhìn lại quả đá phạt góc của Gia Huy. Cố gắng phối hợp ở biên phải. Đường chèo bóng của Gia Huy dứt điểm, không vào. Một pha thoát xuống như từ dưới đất chui lên đến từ Văn Quý. Anh đã cố gắng thoát đi và ập vào cột thay, nhưng điểm cắt là không đủ. Còn hơn một phút đá bù, nỗ lực phối hợp. Người đã thoát xuống là Tiêu Trung Hiếu, nhưng tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Bốn giây, ba giây, 2 giây nữa thôi. Và tiếng còi của trọng tài Văn Quân đã khép lại màn đối đầu giữa Đồng Tháp và Hòa Bình. Hiếu Nghĩa là cầu thủ đã tạo nên sự khác biệt ở trên bảng điện tử với bàn thắng ở phút thứ 65 từ đường kiến tạo của Trần Thành. Và đây là thắng lợi đầu tiên của Đồng Tháp tại World Star V-League 2 2024-2025. Và đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của câu lạc bộ Hòa Bình tại giải đấu năm nay. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.